chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Sáng 13 tháng 3, tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Tiểu ban Nhân sự, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Tiểu ban Nhân sự đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định. Công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Nói đến chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng là nói đến chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ. Theo Tổng Bí thư, nhìn chung, đội ngũ cán bộ nước ta có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, trình độ, năng lực được nâng lên, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thần mạnh, năng lực của đội ngũ cán bộ chưa toàn diện, có mặt còn hạn chế, yếu kém, không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp cao, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, phẩm chất năng lực chưa ngang tầm nhiệm vụ, vi phạm nguyên tắc và quy chế làm việc, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tính đảng, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, luật pháp, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát lớn vốn, tài sản của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội, trong đó có cả cán bộ cấp cao, tuy đã được ngăn chặn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi. Tổng Bí thư nhắc nhở, làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất là quên cả thanh liêm, danh dự. Tổng Bí thư cho biết, tình hình đội ngũ cán bộ hiện nay, nhất là cán bộ cấp chiến lược như đã nói ở trên, có ảnh hưởng nhất định đến việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc xây dựng Ban chấp hành Trung ương khóa 14 phải bảo đảm các yêu cầu sau. Theo đó, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng ủy viên Trung ương Đảng ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển liên tục. Chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động cá nhân, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14 phải thật sự là những người tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ, đặc biệt chú trọng một số vấn đề. Cụ thể, phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm, bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi. Qua thực tiễn tỏ rõ là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có năng lực sáng tạo, nhiệt huyết, làm việc có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, rõ rệt, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tổng Bí thư nêu rõ, nói tóm lại là phải vừa có đức, vừa có tài, trong đó đức là gốc. Tổng Bí thư cũng lưu ý việc kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn. Đồng thời, không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương khóa 14 những người có một trong các khuyết điểm như bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng,
có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy trọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm, thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc. Bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính, vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay. Cùng với việc xác định rõ và nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, phải tính toán, quy định rõ cơ cấu, số lượng Ban chấp hành Trung ương, giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng. Đáng chú ý, Tổng Bí thư nêu rõ, các ban đảng ở Trung ương và một số bộ, ngành, địa phương thuộc vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng cần tăng cường số lượng Ủy viên Trung ương Đảng. Trong cơ cấu của Ban chấp hành Trung ương khóa 14, cần chú ý bảo đảm tỷ lệ hợp lý đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban chấp hành Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Công tác cán bộ nói chung và công tác nhân sự đại hội nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như trên đã nói, nhưng cũng cực kỳ phức tạp, khó khăn vì nó liên quan đến con người, là công tác con người. Mà đã là con người thì như nhà văn Nga Maxim Gorky đã nói, con người hai tiếng ấy vang lên thật kiêu hãnh làm sao, nhưng con người cũng có đủ thứ chứng tật không lành mạnh, nói ra rất tế nhị, nhạy cảm. Nhận xét, đánh giá nhau thế nào, nhất là nói về nhược điểm, khuyết điểm của nhau, bố trí, sắp xếp vào đâu, liên quan đến danh dự, chế độ, chính sách hưởng thụ, chức vụ cao, thấp, lợi ích, bổng lộc, so sánh với người khác thế nào, vô cùng phức tạp, nhạy cảm, rất dễ phát sinh vấn đề, tâm tư day dứt, gây mất đoàn kết. Vì vậy, Tổng Bí thư lưu ý, công tác nhân sự đại hội phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, thật sự trong sáng, khách quan. Đặc biệt, phải có con mắt tinh đời trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn, lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình làm thước đo chủ yếu. Sáng 21 tháng 3, Quốc hội khóa 15 triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trước đó, chiều 20 tháng 3, Tổng thư ký Quốc hội vừa có thông cáo báo chí về kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo thông cáo, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014-QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020-QH14. Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số 71/2022-QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024 tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Trước đó, ngày 20 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!